Yo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình là Hugo Dương. Để các bạn mới chưa biết, mình chuyên review và sẽ kinh nghiệm về cá cảnh, du lịch, đồ ăn, vân vân. Thì đây là video về gia đình ha. Nếu như các bạn nào cứ thích kênh của mình cũng như là gia đình nhỏ của mình thì các bạn hãy xem những cái video về gia đình của mình để ủng hộ thêm cho mình nha. Thì tối qua bà xã mình nói với mình là anh ơi, em thèm mà trà sữa quá. Đó thì nếu mà trà sữa mà uống không thì thiếu thiếu. Đó thành ra là hôm nay mình sẽ làm chỗ tài, làm cái trân châu đó. Mình đặt mua sáng nay mình mới đặt mua trà sữa nè, đó bột năng để làm trân châu nè. Đó thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình chỗ tài làm món trân châu cho bà xã của mình. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giới thiệu những cái nguyên liệu cần thiết để làm cái món này hả các bạn ha. Thì cái nguyên liệu để chuẩn bị làm cái trân châu này á, thì bây giờ mình sẽ có là bột năng ha, một bịch bột năng luôn. Cái này là mình mới mua cái bịch mới đó, thì nhưng mà nhà mình đã có một cái bịch đã dùng nữa rồi, thành ra mình sẽ tạm dùng ở đây. Đó, bịch mới này mình sẽ để dành. Và ở đây là mình có đường đen đó, để mình sẽ làm hai loại trân châu luôn, trân châu trắng và trân châu đường đen luôn đó, cho nó lạ lạ. Đây là đường đường cát trắng ha, đó đường cát trắng mình đổ ra sẵn. Và nước sôi để các bạn nhào bột, trộn bột á. Ok, bây giờ mình bắt tay vô làm thôi. Rồi thì bây giờ tất cả mọi thứ mình đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Đó đây là những cái đựng bột nè, đây là cái để mình nhồi bột, mình vo lại nước sôi, đường. Đó bây giờ bột năng mình sẽ cho vô trong cái tô. Thường thì mình xem trên mạng cái công thức là một muỗng bột năng thì với lại một muỗng nước. Đó mình sẽ chọn như này, mình sẽ làm khoảng 5 muỗng bột đi. Mình cho 2 muỗng sôi trước để mình nè coi cái bột nó sạch hay không. Muỗng thứ ba, nước sôi này các bạn phải làm nước, lấy nước thật là sôi nha các bạn. Thì để cái bột nó không có dính á thì mình cho một cái bột ra cái tay á, để mình trộn với lại cái này nó đỡ dính các bạn. Rồi như vậy là sau mà 15-20 phút là mình đã nhồi xong cái bột rồi các bạn ha. Tại vì mình mới lên đầu mình làm á, mình chưa quen, ra tay chưa dính bột lum hết. Dù đã cho thêm bột vô để cho nó không có dính rồi, mà vẫn còn dính đó các bạn. Đó đây là cái thành quả của mình ha các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy cái cục này mình bỏ vào bên đây để mình tạo hình hai cái chân trâu các bạn. Kéo trong gia đình vui vẻ. Ban đầu làm cái này, cái cục này nó dính tay mình lưng, nó khó chịu lắm các bạn. Giờ nó đã rồi, nó thành cái bọt nó đã rồi. Mình càng làm cho nó càng nhuyễn càng mịn thì cái hộp mình ăn nó càng dai, nó càng ngon. Rồi bây giờ mình sẽ ngắt nó ra để mình tạo hình cho nó.
nó dính vô cái sàn các bạn, nó dính như thế này á. Thì các bạn sẽ cho nó để nó dài như vậy nè, đó. Thì canh làm sao cái cục chân trâu đó cho nó vừa miệng của mình á. Như đây được cho em. Được. Cắt ra. Nãy giờ là được mấy con dùng rồi đây, 2, 3, 6 con, làm được 7 con dùng. Để lên dao, đợi xíu đi lên dao cái. Cái phong. Rồi bây giờ mình đã gọi là sao ta? Nó do tụi nó hành cái này rồi, sao mà mình giờ mình dọn lại để mình cắt. Rồi xong, bây giờ mình sẽ do tụi nó lại trên đây cho nó tròn tròn. Nó giống như là chơi mặt chuột vậy đó. Xào cái nào nó dính đó, thì mình xé nó ra cho nó đứt, rồi nó dính lại các bạn. Thì sau khi mà hai vợ chồng mình xe hết mấy cái này hả các bạn ha, thì mình làm kỹ á, đó mình xe cho nó tròn tròn á. Chứ nếu mà làm bình thường để mình xoay luôn cho nó tròn tròn một méo, nó cãi mình làm ở nhà mình ăn đó. Thì sau khi mình làm thì mình được một chén chân trâu. Bây giờ mình sẽ luộc cái này, mình sẽ bỏ nó lấy luộc bằng nước sôi nha các bạn ha, luộc từ 15 đến 20 phút. Khi mà nó nổi lên thì các bạn cứ luộc như vậy luôn, các bạn cứ tiếp tục luộc đó khoảng 15-20 phút thì các bạn vớt ra. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình luộc cái này. Và đường á, đường thì bây giờ sẽ có hai loại đường, một là đường cắt trắng thì mình sẽ bỏ vô mình nấu ra nước đường, và một cái đường đen đó, đường đen nè thì cũng nấu luôn đó. Mình sẽ có hai loại, mình chia cái này ra để mình làm hai màu, cho trong trắng và cho đường đen. Rồi bây giờ mình sẽ nấu nước sôi ha các bạn. Các bạn nấu nước cho nó sôi hẳn, xong rồi các bạn hãy cho chân trâu vô và luộc trong 15 đến 20 phút. Đó, các bạn luộc 15-20 phút. Rồi đến khi mà nó nổi lên các bạn vẫn cứ tiếp tục luộc luôn, miễn sao đủ 15-20 phút là được. Xong rồi sau đó các bạn vớt ra ngoài, bỏ vô nước lạnh ha các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy chân trâu lên để mình thả nước sôi mình cho vô. Đó, bây giờ mình trong khi đợi nước sôi thì mình sẽ nấu để mình làm nước đường nha các bạn ha. Với khoảng 2 muỗng đường thì các bạn làm từ 100 đến 200. Đó thì bây giờ nước nó rất là sôi rồi các bạn ha. Đó, sôi đúng rồi. Bây giờ các bạn sẽ cho cái chân trâu này vô và các bạn đảo đều lên. Nếu mà các bạn nào làm nhiều cái này thì các bạn hãy bỏ cái này vô trong cái tô bọc lại, xong để tôi làm khi nào dùng thì các bạn hãy lấy ra luộc. Còn đây là mình sẽ làm, mình ăn hết cái này luôn nên mình luộc luôn. Đảo đều lên cho nó đừng có bị dính nha các bạn ha. Đó, bây giờ nó sẽ đục
từ từ lát hồi mình sẽ làm cho nó thấy nó sẽ trong lại ha các bạn ha. Cái gì trong trong nó sẽ trong. Rồi đợi bên đây thì bây giờ mình sẽ nước đường. Bây giờ mình sẽ làm nước đường bên đây luôn, nước bên đây cũng sôi rồi. Mình sẽ làm đường trắng trước ha các bạn ha. Xong rồi lát hồi mình sẽ làm đường đen luôn. Đường trắng trước. Các bạn bây giờ chân cho nó nổi rồi nè các bạn. Nhưng mà các bạn cứ tiếp tục luộc 15 20 phút lận, tại vì nó nổi lên thì nó vẫn chưa chín đâu. Đó, mình luộc 15 20 phút lận. Đó, nó nổi lên là đẹp ha. Nhưng mà chưa có trong, cái hạt chân trâu nó chưa có trong. Nó còn đục. Lát hồi mình sẽ ngâm nước lạnh. Mình luộc xong rồi mình ngâm nước lạnh. Rồi giờ mình tắt cái nước đường đi. Mình sẽ cho cái nước đường ra chén đi. Để xíu nữa cho, để nó nguội nguội. Cho ra để nấu đường đen luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho nước đường ra chén, rồi mình sẽ nấu đường đen. Đó, thì đây là cái bịch đường đen các bạn nè, đường đen nè. Đó, thì bây giờ mình sẽ cắt ra và mình cho nó vô cái chén. Rồi bây giờ là nãy giờ chân trâu là đã được khoảng hơn 5 phút rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình nấu cái đường đen ha. À, đường đen mình đã bỏ sẵn ra chén, giờ mình sẽ đổ vô trong đây. Đường đen là đen thui luôn. Kẹo nấu lâu chút. Rồi cho thêm đường. À, cho thêm đường. Đường 60. Tôi tạo. Mình cho thêm miếng đường nữa các bạn ha. Cắt bự hơn đi, chứ nó đổi vô có hộp. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị nước lạnh để mình chân cho nó sắp chín hết. Bây giờ chân trâu mình đã luộc đủ thời gian rồi. Giờ mình sẽ tắt lửa. Đường đen mình cũng tắt lửa luôn để cho nó tí nó kẹo lại ha. Đó. Ừ, thơm lắm đó các bạn. Thơm lắm, thơm lắm. Thì chân trâu mình sẽ đậy nắp lại cho nó nổi lên hết luôn. Khoảng 50 phút thì đó sẽ nổi lên hết luôn. Thì mình bắt đầu mình sẽ vớt ra để mình ngâm vô nước lạnh. Chân trâu nó đã chìm xuống dưới hết rồi các bạn. Là ok rồi đó. Bây giờ mình sẽ vớt qua mình bỏ vô nước lạnh ha. Bỏ nước lạnh mình đã nó tan đá rồi nè.
Thì khi mà các bạn bỏ trân châu này nè vô nước lạnh thì nó sẽ trong trong lên ha, nó sẽ dai, nó sẽ ngon hơn. Các bạn sẽ ngâm trong nước lạnh khoảng khoảng 5 phút đi. Sao nãy làm quá trời mà giờ còn có ít vậy ta? Tại vì cái nồi nước lạnh lấy cái này nhiều bự quá. Rồi bây giờ đây là các bạn thấy là sau khi mình ngâm khoảng 5 phút đó, rồi thấy chân trâu trong chưa? Đó được rồi đó, nó dai dai nè. Giờ mình vớt ra chén. Chân trâu này là mình bỏ vô trà sữa mình ăn được rồi đó các bạn, mà tại vì nó chưa có ngọt nên ra mình giờ mình sẽ chia ra làm hai. Một cái mình sẽ bỏ vô đường đen nè ha. Đó, một cái mình bỏ vô đường trắng. Giờ nửa này mình sẽ bỏ vô đây. Ngon quá. Cái này là mình cho vô trong đường trắng nó sẽ thấm cái đường thì nó sẽ ngọt hết chân trâu. Tương tự bên đường đen cũng vậy, đường đen này đó nè. Cái đường đen này kia mà nóng các bạn, nó thơm lắm các bạn. Thơm mùi giống như sông bí đao các bạn. Đó, giờ mình ngâm. Mình ngâm xong rồi khoảng 5 phút nữa rồi mình sẽ vớt ra, rồi mình là xong rồi, mình uống trà sữa được liền rồi. Thì ở đây là có chân trâu đường đen, chân trâu trắng, đây là sữa tươi, còn đây là trà sữa mà xã nấu sẵn rồi đó. Thì mình sẽ làm sữa tươi chân trâu đường đen với lại trà sữa chân trâu trắng. Ok, rồi bây giờ mình sẽ làm trà sữa chân trâu trắng trước. Giờ mình sẽ lắp lên. Rất là đậm đà luôn các bạn. Được chưa? Chứ nó chảy xuống nhiều không? Ừ. Nó không có sợ. Cái này đáng lẽ mình sẽ làm cho nó sạch sạch thêm chút xíu nữa thì nó sẽ đẹp hơn ha các bạn ha. Sữa tươi. Rồi, xong vậy là mình đã hoàn thành cái tác phẩm của mình ha các bạn. Đó thì bây giờ sẽ mời ba mẹ với lại bà xã uống thử coi là ngon không. Ok, như vậy là mình đã hoàn thành xong cái tác phẩm của mình. Đó, một ly trà sữa chân trâu trắng với lại trà sữa sữa tươi chân trâu đường đen. Bây giờ mình sẽ mời gia đình mình uống thử. Đó, thì các bạn nếu có thích gia đình mình thì hãy ủng hộ những video về gia đình của mình nha.
như vậy là cái video đến đây là kết thúc. Bên dưới clip của mình, cũng có đăng ký subscribe các bạn và một cái chuông với bác sinh. Các bạn thích clip của mình, bấm vào cái nút đăng ký cũng như là cái chuông ủng hộ cho mình động lực ra những cái video hẹn của các bạn nha. Mình là Hugo Dương, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye. Sữa tươi trân châu đường đen. Để cái tay xách ra chút nữa. Ừ. À, rồi uống lại. Cũng được các bạn. Cũng được, trân châu cũng dai. Thơm, thơm của đường đen. Đường đen thơm. Sữa tươi cũng thơm được. Hai cái là uống vô hầm. Được, là bữa nào anh rõ mình sẽ làm tuần hai tuần nữa mình sẽ làm lần để nhà uống ha. Ok. Nít bye bye đi con. Nít. Nít mẹ nè. Ừ, nít thôi. Bye.